Một báo cáo chấn động của Thượng viện Mỹ về gia đình Biden đã tiết lộ vài điều gây sốc. Con cái của chính khách vẫn có thể rất hủ bại. Chào mừng đến với Hoa Kỳ chưa tiết lộ, tôi là Chris Chappell. Chỉ còn vài tuần nữa là tới cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ và phe Cộng hòa tại Thượng viện vừa trùng hợp trình ra một báo cáo thảm họa về con trai ứng viên Tổng thống Mỹ Joe Biden, Hunter Biden. Trùng hợp làm sao? Những năm bầu cử quả thật đều tràn ngập những điều trùng hợp, như chuyện luận tội Tổng thống trong một năm bầu cử, mà thực ra lại có liên quan đến nội dung tập hôm nay. Tôi sẽ nói chi tiết sau. Báo cáo của các thượng nghị sĩ phe Cộng hòa viết rằng Hunter Biden, gia quyến và đối tác kinh doanh Devin Archer đã nhận hàng triệu đô la từ những đối tượng nước ngoài với bối cảnh đáng ngờ. Tôi biết bạn đang nghĩ gì. Tại sao tôi lại không thể nhận được hàng triệu đô la từ đối tượng nước ngoài có bối cảnh đáng ngờ cơ chứ? Câu trả lời là vì thân phụ của bạn không quan trọng. Theo báo cáo của Thượng viện, ghi nhận của Bộ Ngân khố Mỹ cho thấy các hoạt động phạm pháp tiềm năng liên quan đến những giao dịch giữa Hunter Biden, gia quyến và những cộng sự quốc tịch Ukraine, Nga, Kazakhstan và Trung Quốc. Nghe như một kịch bản quá hợp cho mùa tiếp theo của phim Jack Ryan, nhưng lại không phải một kịch bản tuyệt vời cho mùa tiếp theo của Joe Biden. Vậy tại sao những đối tượng nước ngoài với bối cảnh đáng ngờ trong báo cáo của Thượng viện lại trao hàng triệu đô la cho gia đình Biden? Đó là câu hỏi mà báo cáo trên đáng ra phải trả lời. Làm thế nào mà Hunter Biden cuối cùng lại kiếm được những thỏa thuận béo bở trong công ty khí tự nhiên của Ukraine và tài chính Trung Quốc, trong khi anh ta chẳng có chuyên môn cụ thể gì về khí tự nhiên của Ukraine hay tài chính Trung Quốc? Liệu có liên quan gì tới chuyện thân phụ của anh ta đang phụ trách chính sách của Mỹ ở những nước này chăng? Báo cáo của Thượng viện đã nêu ra khả năng xảy ra mâu thuẫn lợi ích, nhưng bản thân mâu thuẫn lợi ích lại không trái luật. Điều sẽ trái luật là nếu Joe Biden lợi dụng vị trí phó tổng thống của mình để tác động tới chính sách ngoại giao của Mỹ nhằm làm lợi cho con trai. Truyền thông phe bảo thủ đã có một ngày làm việc vất vả với một số phát hiện có phần bẩn thỉu trong báo cáo kia, cụ thể là những đường dây mại dâm và buôn người mà Hunter Biden được cho là có dính dáng tới. Sean Hannity của Fox News nói những phát hiện của báo cáo này có thể ngay lập tức loại Joe Biden ra khỏi vị trí ứng viên tổng thống năm nay. Nhưng tờ New York Times nói báo cáo trên miễn trách Joe Biden không làm gì sai. Theo một khía cạnh thì nói thế không sai. Báo cáo viết rất rõ rằng họ không tìm thấy bằng chứng nào cho thấy ở cương vị phó tổng thống, Joe Biden thao túng chính sách ngoại giao Mỹ để làm lợi cho con trai. Tuy vậy, vẫn có một số sự trùng hợp, vô cùng thuận lợi, cuối cùng đem lại lợi ích cho Hunter Biden. Rõ ràng là phe Cộng hòa trong Thượng viện đang hy vọng rằng người dân sẽ đọc báo cáo này và nghĩ không có lửa làm sao có khói, từ đó rời xa Joe Biden và bầu cho Trump. Hãy cùng điểm lại một số kết luận chính trong báo cáo. Ngay sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Vậy hãy cùng xem xét những kết luận chính trong báo cáo của Thượng viện, bắt đầu với công ty năng lượng Ukraine Burisma Holdings. Đây là phần có liên quan đến màn luận tội Tổng thống đầu năm. Vì Trump bị luận tội vì bị cho là cố ép Tổng thống Ukraine đào xới thông tin về Hunter Biden. Chịu khó đợi tôi điểm lại bối cảnh. Bạn cũng có thể xem lại tập về chủ đề này. Năm 2014, Tổng thống Obama xếp Phó Tổng thống Biden phụ trách quan hệ Mỹ-Ukraine. Và rồi, hoàn toàn trùng hợp, không lâu sau đó, công ty khí tự nhiên Ukraine là Burisma Holding Limited trao cho Hunter Biden một ghế béo bở trong bàn giám đốc công ty. Một số người có thể nói điều đó thật đáng ngờ vì Hunter Biden không có kinh nghiệm gì về khí tự nhiên và năng lượng. Nhưng có lẽ Burisma Holding rất thích và tự tin vào các loại đào tạo tại chức thì sao? Đặc biệt là loại đào tạo tại chức cực kỳ hào phóng, vì theo báo cáo của Thượng viện,
Hunter và đối tác kinh doanh là Devon Archer kiếm được đến 4 triệu đô la từ vị trí trong ban giám đốc. Điều buồn cười về Burisma là họ đang bị điều tra tham nhũng tại thời điểm Hunter gia nhập. Trưởng công tố Ukraine lúc đó là Viktor Shokin, thậm chí có lúc đã dự định chất vấn Hunter Biden về số tiền anh ta nhận được từ Burisma. Nghe này, hoàn toàn không liên quan đến chuyện ở trên. Joe Biden cố khiến Tổng thống Ukraine sa thải Shokin. Và việc sa thải Shokin sẽ ảnh hưởng đến chuyện liệu Biden có phê duyệt một gói vay đảm bảo trị giá 1 tỷ đô la cho Ukraine hay không. Tôi nói không. Chúng tôi sẽ không trao cho các ông cả tỷ đô. Họ nói ông không có quyền, ông không phải Tổng thống. Tôi nói vậy đi mà gọi Tổng thống. Tôi nói các ông sẽ không nhận được 1 tỷ đô la. Các anh sẽ không nhận được 1 tỷ đô la. Và tôi sẽ rời khỏi đây trong 6 tiếng nữa. Nếu viên công tố kia không bị sa thải, các anh sẽ không nhận được tiền. Tên khốn ấy. Đã bị sa thải, thay thế bằng một người rất khá. Nghe tệ quá. Nhưng tờ Washington Post lại nói không tệ đến thế. Vì điều Joe Biden nói không phải sự thực. Biden chỉ đang tóm gọn hàng tháng trời ngoại giao vào vài tiếng đồng hồ khi thuật lại câu chuyện vào nhiều năm sau tại Hội đồng Quan hệ Quốc tế. Tờ Washington Post nói Biden đúng là đã liên kết việc sa thải Shokin với việc nhận được khoản vay bảo đảm, nhưng phải mất hàng tháng trời ngoại giao mới làm xong việc đó, cộng với việc Ukraine bổ nhiệm một trưởng công tố mới và đồng ý các cải cách khác trước khi Mỹ trao tiền. Vậy là, theo Washington Post, đơn giản là ta không thể tin những gì Joe Biden nói vì ông ta đã phóng đãi để nghe cho có phần kịch tính. Đợi một phút. Thế có phải câu chuyện thật về ConPop cũng không thật không? Thế giới của tôi sụp đổ rồi. Được rồi, quay lại với Ukraine. Cần phải nói rõ, Shokin rất hủ bại. Và nhiều nước đã kêu gọi sa thải ông ta. Không có gì sai khi Joe Biden muốn Shokin ra đi. Nhưng vì Shokin lúc đó đang điều tra công ty mà Hunter Biden làm việc, nên chuyện này trông có vẻ đáng ngờ. Nhưng đấy đều là tin cũ. Thông tin mới từ báo cáo này là chính quyền Obama đã biết việc Hunter Biden có chân trong ban giám đốc Burisma là có vấn đề và sẽ ảnh hưởng đến tính hiệu quả của việc thực hiện chính sách với Ukraine. Những cảnh báo đó đến từ Josh Kent, cựu phó đại sứ phụ trách đại sứ quán Mỹ ở Ukraine và viên chức Bộ Ngoại giao Amos Hochstein. Lo ngại của Ken là thật ngại khi nói với các quan chức Ukraine về chống tham nhũng, khi con trai phó tổng thống lại ngồi trong ban giám đốc của một công ty khí tự nhiên Ukraine tham nhũng. Hochstein có một quan ngại khác và đã nói thẳng với Joe Biden. Theo Hochstein, ông đã nêu vấn đề này với Phó Tổng thống Joe Biden vì ông lo rằng người Nga lợi dụng vai trò của Hunter Biden tại Burisma để thêu dệt thông tin. Báo cáo của Thượng viện kết luận rằng cả hai cảnh báo trên không khác gì đàn gầy tai trâu. Nhưng một lần nữa, đó không phải bằng chứng chứng minh Joe Biden đã làm gì sai. Trên thực tế, Ken nói trong phiên điều trần năm ngoái rằng ông không thấy bất cứ nỗ lực nào của bất kỳ quan chức Mỹ nào nhằm bảo vệ Burisma khỏi bị điều tra. Vậy đó là phần liên quan đến Ukraine của hàng triệu đô la Hunter Biden nhận được từ nước ngoài. Tiếp theo là Nga. Hunter nhận được hàng triệu đô la từ một tỷ phú người Nga đáng nghi. Công ty của Hunter Biden nhận được khoản tiền chuyển khoản 3,5 triệu đô la từ một tỷ phú người Nga. Tỷ phú đó là Elena Baturina, người phụ nữ giàu nhất nước Nga, cũng là quá phụ của cựu thị trưởng Moscow. Trên thực tế, bà này trở nên siêu giàu nhờ công ty nhựa mà bà ta sở hữu, tình cờ nhận được hàng loạt hợp đồng đô thị tại Moscow trong thời gian chồng bà làm thị trưởng. Chắc chỉ là trùng hợp thôi. Năm 2014, Baturina chuyển khoản 3,5 triệu đô la cho Rosemont Seneca Thornton. Đó là công ty đầu tư do Hunter Biden đồng sáng lập năm 2013. Baturina đã chuyển tổng cộng 11 khoản tiền khác nhau cho một công ty hiện đã phá sản có tên BAK USA. BAK USA là một công ty công nghệ khởi nghiệp có trụ sở tại Buffalo, New York, sản xuất máy tính bảng có hợp tác với các đối tác Trung Quốc không được nêu tên.
9 trong số 11 khoản đó đều đi qua Rosemont Seneca Thornton. Vậy tại sao Elena Baturina lại tin tưởng công ty của Biden với toàn bộ số tiền trên? Báo cáo của Thượng viện không giải thích cụ thể. Các giao dịch được ghi, nội dung là thỏa thuận vay tiền và thỏa thuận tư vấn. Quá tệ vì tôi nghĩ ai cũng đều muốn biết làm sao để các tỷ phú gửi tiền cho. Không như Hunter Biden, vẫn có người còn đang nợ khoản vay sinh viên đây. Nhưng chỉ vì vị tỷ phú người Nga gửi hàng triệu đô la cho công ty của Hunter Biden, không có nghĩa Joe Biden đã làm gì sai. Nhưng tôi nghĩ tác giả của báo cáo thực sự muốn bạn tưởng tượng ra chuyện đó. Vì đây là năm bầu cử mà. Còn với tiết lộ chấn động tiếp theo, liên hệ của Hunter Biden với Trung Quốc. Đây là điều chúng tôi đã từng nói đến trên chương trình. Để biết chi tiết, hãy xem tập Thương vụ Trung Quốc của con trai Joe Biden. Nhưng nói ngắn gọn, Rosemont Seneca Partners, công ty được thành lập bởi Hunter Biden và con trai riêng của John Kerry là Christopher Hines, đã hợp tác với các đối tác Trung Quốc về một công ty mới. Họ cần phê chuẩn từ Chính phủ Cộng sản Trung Quốc. Tháng 12 năm 2013, Hunter Biden cùng cha mình tới Trung Quốc. Hunter giới thiệu cha mình với đối tác Trung Quốc, nơi họ công khai bắt tay nhau. Và ở Trung Quốc, nếu một doanh nhân được bắt tay với Phó Tổng thống của Hoa Kỳ, thì rõ là đã có chuyện xảy ra. Điều chúng ta biết là 10 ngày sau khi họ trở về từ chuyến đi đó, công ty đầu tư nhỏ của Hunter Biden thông báo nhận được một giao dịch vốn chủ sở hữu tư nhân trị giá 1,5 tỷ đô la với chính quyền Trung Quốc. Đó là một thương vụ bất thường hoàn thành thông qua khu vực tự do thương mại Thượng Hải. Trên thực tế, không công ty đầu tư lớn nào nhận được khoản này. Deutsche không, Goldman không, JP Morgan không, nên đó là một thương vụ rất bất thường. Trùng hợp làm sao? Lại một trùng hợp nữa đây. Công ty mới có liên hệ với chính quyền Trung Quốc này. Sau đó, có thể mua lại một nhà sản xuất linh kiện ô tô Mỹ. Việc mua bán trên phải nhận được phê chuẩn của Ủy ban Đầu tư nước ngoài vào Mỹ, CFIUS. CFIUS có nhiệm vụ đảm bảo các thương vụ kinh doanh không trở thành mối họa cho an ninh quốc gia. Ngoại trưởng Mỹ lúc bấy giờ là John Kerry, có ghế trong Ủy ban của CFIUS. CFIUS phê chuẩn thương vụ trên. Từ đó, tình cờ làm lợi cho con trai của Joe Biden và có thể cho cả con riêng của Kerry nữa. Chỉ là trùng hợp thôi. Báo cáo của Thượng viện viết rằng mặc dù chuyện này nhuốm màu mâu thuẫn lợi ích, nhưng họ không tìm được bằng chứng chứng minh xảy ra hành vi trái luật, chỉ là tập hợp một chuỗi trùng hợp thôi. Nhưng báo cáo lại phát hiện những liên hệ thú vị khác giữa Hunter Biden và Trung Quốc, như các liên hệ tài chính sâu rộng giữa Hunter Biden, James Biden, em trai của Joe Biden, vợ của James là Sarah Biden, Devon Archer và những đối tượng Trung Quốc có quan hệ với chế độ Cộng sản và giải phóng quân nước này. Những liên kết kia đem lại hàng triệu đô la. Và theo báo cáo, một số giao dịch trong đó có thể là bất hợp pháp. Thật sao? Ý tôi là giới chức Cộng sản, trông đều đạo mạo thế cơ mà. Phải không Joe? Họ không phải người xấu mọi người ơi, chỉ là trùng hợp thôi. Còn một cú sốc lớn khác, liên hệ với đường dây mại dâm. Tôi sẽ nói thêm sau quãng nghỉ. Chào mừng trở lại. Và giờ là vấn đề tốn giấy mực nhất. Các liên hệ với buôn bán tình dục và mại dâm. Những tiêu đề kiểu này rõ ràng được viết ra để khiến bạn nghĩ rằng Hunter Biden đã trả tiền để mua dâm và liên quan đến buôn bán nô lệ tình dục. Điều đó không đúng. Đó là lý do bạn không nên chỉ nhìn vào tiêu đề báo chí. Báo cáo không nói Hunter Biden có liên quan đến buôn bán nô lệ tình dục. Cũng không thực sự cáo buộc anh ta đã trả tiền mua dâm. Báo cáo viết thế này. Báo cáo ghi chú rằng có những tài liệu cho thấy Hunter Biden đã gửi nhiều khoản tiền đến những phụ nữ ngoại quốc không phải thường trú nhân tại Hoa Kỳ, có quốc tịch Nga và Ukraine. Những người này sau đó đã chuyển số tiền họ nhận được từ Hunter Biden cho những cá nhân ở Nga và Ukraine. Báo cáo cũng ghi chú rằng một số giao dịch dường như có liên quan tới một tổ chức buôn người hoặc mại dâm ở Đông Âu.
Nhưng thế không có nghĩa Hunter Biden làm gì trái luật khi gửi tiền cho những phụ nữ ngoại quốc, hay anh ta biết về mối quan hệ của những phụ nữ kia với các tổ chức buôn người hay mại dâm. Trên thực tế, không có gì trong báo cáo của Thượng viện chứng minh được bất cứ hành vi phạm pháp nào của Hunter hay Joe Biden. Nó chỉ phát hiện ra rằng Hunter Biden đã nhận được những thương vụ làm ăn béo bở ở Trung Quốc và Ukraine, trong khi bố anh ta với vai trò phó tổng thống đang xử lý các vấn đề chính trị với các nước trên, và rằng Hunter đã chuyển tiền cho các phụ nữ Đông Âu, có lẽ đã dùng số tiền đó vào những việc mờ ám. Báo cáo của Thượng viện dĩ nhiên bị phe Dân Chủ chỉ trích. Người phát ngôn chiến dịch tranh cử của Biden Andrew Bates chỉ trích báo cáo này vì ném tiền thuế của người dân, đáng ra phải được sử dụng để chống lại virus corona. Mặc dù cuộc điều tra đã bắt đầu trước khi có virus corona, thậm chí còn trước cả các phiên điều trần luận tội Tổng thống Trump, Bates cũng nói rằng báo cáo được xây dựng trên những thuyết âm mưu của những nhóm cực hữu từ lâu đã được chứng minh là sai. Đúng vậy, những kẻ cực hữu gan dở thích thuyết âm mưu, tin rằng chính giới rất hủ bại. Những người khác của phe Dân Chủ nói rằng đây hoàn toàn là thêu dệt của Nga. Lãnh đạo thiểu số Thượng viện Chuck Schumer cho rằng bản báo cáo đọc cứ như thể do Putin viết ra, chứ không phải các thượng nghị sĩ Mỹ. Không, nếu là Putin viết thì nó sẽ phải cáo buộc Hunter Biden trông kém nam tính khi đang cởi trần cưỡi ngựa cơ. Chuck Schumer nói, phe Cộng hòa trong Thượng viện không tìm được bằng chứng, không bằng chứng nào để chứng minh những thuyết âm mưu do các cơ quan tình báo của Putin dựng lên. Và theo một khía cạnh, Schumer nói đúng. Vì từ báo cáo, chúng ta đã biết nhiều hơn về những thương vụ đáng nghi, nhưng không nhất định là bất hợp pháp của con trai Joe Biden. Nhưng nó không chứng minh bản thân Joe Biden làm điều gì sai. Và tôi không nghĩ nó sẽ ảnh hưởng tới cuộc bầu cử sắp tới, vì thành thật mà nói, có bạn nào vẫn chưa quyết định được sẽ bầu cho ai không? Và giờ, tôi chỉ muốn nhờ rằng nếu các bạn thích chương trình, nhớ đăng ký, bấm nút like và ủng hộ Hoa Kỳ Chưa Tiết Lộ trên trang gây quỹ Patreon. Chỉ cần $1 cho mỗi tập để giúp chúng tôi tiếp tục duy trì chương trình. Vậy các bạn nghĩ sao về báo cáo của Thượng viện? Hãy cho tôi biết ở phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, tôi là Chris Chappell. Hẹn gặp lại.